xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn C nhá. Bên PUBG Mobile dạo này đang bí content quá anh em ạ, chả biết làm cái nội dung gì để đổi mới cho anh em nữa. Tự nhiên hôm nay mình vào bên New State thì mình thấy có một chế độ mới, đó chính là chế độ săn tiền thưởng anh em ạ. Đấy, thì cái chế độ săn tiền thưởng này mình hiểu nôm na đó chính là các bạn vào đây sẽ loot tiền cũng như là cố gắng tiêu diệt nhiều người nhất có thể, cũng như là sinh tồn lâu nhất có thể để có thể nhận được cái tiền thưởng. Và cái tiền thưởng đấy các bạn có thể tích lũy để nhận về cho mình những cái huy chương gà để quay hòm anh em nhá. Rồi. Mình không biết là bên PUBG Mobile liệu rằng có thể gọi là phát triển một cái chế độ giống như một cái tựa game mà mình đã từng chơi và mình cảm thấy rất là hay, đó chính là Rune of Survival. Nhưng mình nghĩ là để mà phát triển một cái chế độ như thế này hoặc là những cái chế độ săn tiền thưởng ấy, giống như kiểu chúng ta sẽ vào trong game mỗi người sẽ mất 50 UC, nhưng mà bù lại một cái đó chính là khi mà các bạn tiêu diệt kẻ địch là một, khi mà các bạn được top là thứ hai, là các bạn sẽ được trao rất là nhiều UC, giống như kiểu săn vào trong đấy là giống kiểu dùng UC để cược với nhau ấy. Đó. Ai chết thì là mất 50 UC, còn ai sống thì sẽ loot được UC của đối phương. Và tất nhiên rồi, người loot càng nhiều UC khi bị tiêu diệt ấy, kẻ địch sẽ càng loot được nhiều UC của các bạn hơn. Cho nên nhiều lúc ấy mình đã có những tình huống mình tham ấy, tham loot tiền của kẻ địch và chạy ra ngoài bo loot xong sau đó chết, uất lắm anh em ạ. Nhưng mà cũng vì là cái chế độ đấy nó sử dụng tiền thật đấy, thành ra là hack nó vào trong đấy để nó cày những cái tiền in game rất là nhiều. Vì vậy là chế độ đấy nó mới bị lãng quên anh em ạ. Chứ là mình cũng không biết là liệu rằng PUBG Mobile có thể phát triển một cái chế độ săn tiền thưởng này hay không. Rồi, loot như thế là đủ rồi anh em ạ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi để đi săn người. Săn người lên tiền nhanh cực kỳ luôn anh em ơi. Rồi, thanh niên số 4 chết toi rồi. Ở đâu đây? Úi dồi ôi, ông chết ở mãi tận chỗ ngã ba kìa. Đó, team 3 người đi cùng nhau, tự nhiên có một bố lại đi lẻ thế. Anh em thấy có xứng đáng không? Quá xứng đáng luôn. Đấy, trong cái chế độ săn tiền thưởng này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng tiền để mua cho mình full trang bị cũng như là giáp 4 anh em nhé. Đấy, còn nếu các bạn không mua giáp 4 thì các bạn sẽ chỉ bị trừ 50 vàng thôi. Đây anh em nhìn ở trên kìa. Đấy, mình bị trừ 100 vàng này. Đó. Đấy, và hình như là một mùa thì nó chỉ cho các bạn 1.000 vàng thôi. Cho nên nếu mà các bạn mà vào trong đây mà bắn không cẩn thận ấy là hết vàng để mua đồ đấy. Đấy, như mình thế này, mình khởi động với gọi là full trang bị như thế này thì việc mình giao tranh với kẻ địch nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều luôn anh em ạ. Let's go. Lên đây. Lên xe đi anh bạn ơi. Anh bạn số 3 ơi, lên đi. Thôi không lên thì thôi anh em ạ, không lên thì tôi đi. Kệ luôn. Hình như ông này ông đang ping vào. Ấy à, có thằng đi bắc ghi này. Chạy đi động. Cai đệt chả lụa. Trong đây cây nào nó cũng bị va anh em ạ. Cay thật. Và ở trong cái chế độ săn tiền thưởng này chúng ta sẽ bắn một cái map cũng gọi là map mới luôn anh em ạ. Có người này. À, định đón nhau à? Đón với chúng tôi. Một thanh niên nằm xuống. Anh em thấy cái giáp 4 nó trâu chưa? Đấy. Rồi vỡ giáp, nằm xuống luôn. Đấy, cứ bao giờ mà các bạn bắn mà thấy cái giáp màu xanh ấy nó vỡ ấy, là tức lúc đấy là đối phương đã hết cái giáp màu xanh rồi. Đây, như anh em thấy tôi đang có 100 giáp màu xanh này. Bắn xong cái giáp màu xanh thì nó mới vào giáp máu của các bạn nhá. Đó, vỡ giáp rồi. Thanh niên này vỡ giáp thì chết chắc rồi. Phản đam với chúng tôi này. Úi dồi ôi, sấy M4X4 nó cứ phải gọi là mượt mà. Ok. Ôi thôi xong rồi. Còn một thanh niên ở trong nhà. Nó bạn số 3 của tôi rồi. Không được. Check my mark. Rồi, rồi, tôi biết rồi. Cứ ngồi im rồi đấy. Đừng để cho nó gạt. Nó không gạt bạn là nó sẽ chết. Là tôi sẽ cứu được bạn. Đây, thanh niên chạy ra này. Ấy trời ơi, ngon. Thanh niên này cũng lỗ giáp rồi anh em ạ. Tôi thấy bắn có một viên vào người thôi là đã thấy vỡ giáp xanh rồi. Đấy, đã cho ông cái quả sầm mốc. Mình cứ loot đã anh em. Vội gì? Phần thưởng mà, đúng không? Trời đất ơi. Định ra loot tí đạn xanh mà không thấy cái đạn xanh đâu cả anh em ạ. Khổ. Đấy, anh em thấy tôi khổ không? Quá khổ luôn.
Đấy, đến bây giờ thì PUBG New State như anh em biết đấy, nó chưa về Việt Nam, chưa có một bất cứ thông tin là cái nhà phát hành nào sẽ ẵm con New State này về cả. Thật ra thì với mình ấy, cá nhân mình thì mình không biết anh em như thế nào, nhưng cá nhân mình thì mình thấy là cái con PUBG New State này cũng là một cái con game mà nó khá là đồ họa khá là đẹp, khó quan sát một chút xíu thôi, nhưng mà mình thấy dạo này nó cũng phát triển như thế này là thay đổi khá nhiều và theo cái hướng tích cực anh em ạ. Còn lại thì mình thấy là game hơi bị xịt, bởi vì là thứ nhất là game không có quảng cáo nhiều, thứ hai là mình thấy là cái cơ chế chơi game nó vẫn đang bị hơi khó một chút xíu. Đấy, nếu mà những bạn nữ mà vào trong đây chơi thì nó cũng thật sự là hơi khó thật. Cho nên là mình nghĩ là những con game mà muốn tồn tại ở thị trường Việt Nam cũng như ở tất cả thị trường ấy thì nó cần có một cái gameplay nó đơn giản đi một tí anh em ạ. Đó. Chứ mình thấy con game này chơi khá là chân thực hơn PUBG Mobile khá là nhiều luôn đấy mọi người ạ. Đấy, kể cả động tác xuống xe ấy, nó cũng khá là mượt luôn. Đấy. Bây giờ PUBG Mobile mà có một điều ước, mình chỉ ước là PUBG Mobile tối ưu game thôi, tối ưu game một cách gọi là tối đa. Như con New State này, như con New State này là nó tối ưu game khá nhiều đấy. Ơ kìa. Ông ơi, xuống xe đấy. Rồi. Ông số 3 từ lúc mà mình cứu được ông ấy là có vẻ như ông ấy muốn gắn bó với mình anh em ạ. Đây, thấy chưa? Đây, để xem này. Để xem ông ấy có cầm lái không là biết liền này. Đây, xem nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Ông ngồi sẵn ở trong xe để cho mình chở đi. Ập cái đệt trả lũa. Số người. Đấy, bạn cứ yên tâm. Pha vừa rồi tôi 1v4 mượt mà như thế. Rồi, ok. Đấy, đi 3 xe đi cho nó thoải mái. Đây, có tiếng súng ở phía trước này. Ra gọi là hóng hớt tí xem có làm thêm mạng nào không. Biết đâu lại vớ được mạng. Đây, dừng ở đây là đẹp rồi. Nó bắn ở đây thì... Đây, nó chạy ở ngay phía trước mình này. Đang dình ai đây? Vỡ giáp rồi thì chỉ có thể nằm xuống thôi bạn ơi. Rồi, đồng đội của bạn ở bên trái đúng không? Úi dồi ôi, may nhá. Chạy đi đâu? Bạn bắn tôi đấy. Sao bạn không bắn tôi? Bạn bắn tôi đấy. Đấy à, bạn chạy nhanh thế nhở? Tôi cứ gạt đã. Lấy tí tiền anh em ơi. Vội vàng làm gì đúng không? Nào. À, đứng trên tầng 2 anh em ạ. Để tôi ném nết. Một trái nết. Không tới rồi anh em ạ. Quả nết ở trong đây nó khá nặng. Thế là thành ra là phải đứng gần thì mới đáp chuẩn được. Rồi. Úi dồi ôi. Hình như là thanh niên đi trốn rồi hay sao ấy. Ây da. Thanh niên số 3 bắt được rồi. Rồi thế thôi tôi cứ lút thôi anh em ạ. Trông thế thôi đạn lút một hồi là nhanh hết lắm. Đấy, ngon chưa? Anh em thấy tiền được cộng chưa? Kể cả là đồng đội tiêu diệt nhá, là mình vẫn được hưởng sái đấy anh em nhá. Đồng đội tiêu diệt là mình vẫn được tiền đấy. Nói chung thì mình mới chơi cái chế độ này được khoảng độ tầm đâu đó 4-5 game thôi. Vừa định vào rank làm clip cho anh em xem cơ, nhưng mà vào làm được clip 20 mấy kill thì quay ra nhìn thấy là chúc mừng bạn chưa quay màn hình. Trời ơi, thế là nghĩ nó chán. Xong rồi ra ngoài thì thấy có cái chế độ săn tiền thưởng, thấy lạ lạ. Vào chơi 1-2 game thấy hấp dẫn, ra làm clip cho anh em luôn. Trải nghiệm. Bạn lại bố láo bố lếu. Rồi. Anh điên. Đứng ngoài bo bắn tôi thì bạn phạm phải sai lầm lớn rồi. Bạn phạm phải sai lầm. Ôi giời. Thanh niên đảo hay thế nhở? Đúng lúc mình bóp cò. Nó có bạn không mà nó bắn mình không nhìn thấy đâu anh em ạ. Nhờn này. Vỡ giáp xanh. Nào, có cái giáp xanh này thì ốp, kể cả cầm ốp cũng không thể nào one hit được anh em ạ. Hơi chán. Ô kìa, bạn ơi. Ai lại cover như thế bao giờ? Cover như thế bao giờ? Ngon.
thanh niên người Ấn Độ anh em ạ. Quá láo. Gặp tôi mà lại dám gọi là đứng ngoài bo khều thì bạn mắc phải sai lầm quá lớn rồi. Thôi xong, ông số 3 AFK rồi. Chắc là đang chơi bị gọi mẹ gọi đây mà. Mình cứ phải cẩn thận đã. Ngoài bo có người ấy. Nói chung là đây là một con game mà mình cứ nghĩ là nó sẽ thành công cơ anh em ạ. Bởi vì đồ họa xuất sắc, gameplay thì chân thật. Nhưng cuối cùng thì không hiểu lý do nào một con game này nó lại trở thành một con game gọi là flop anh em ơi. Ui, cái gì này? Họ hòm tiếp tế à? Mà đây không thể gọi là hòm tiếp tế được anh em ạ. Đây phải gọi là một khu phức hợp tiếp tế. Quá nhiều hòm. Rồi, ông số ma bắt đầu bị bo cắn rồi. Tỉnh lại đi ông ơi. Đây rồi, vào game rồi này. Bắt đầu thấy cử động rồi. Đúng rồi, cố lên bạn ơi. Số 3 này mình thấy là bắn, phong cách bắn của số 3 khá hợp mình đấy. Kiểu hiểu ý ấy, lúc nào cũng đi theo mình ấy. Mình rất thích những kiểu gọi là đồng đội như thế này này. Đấy, đi theo bắn cover cho nhau ấy. Chứ giống như kiểu ông số 1 và ông số 4 thì toàn đi lẻ rồi chết ở đâu ấy. Ui, mấy cái cây giống mấy cây bao báp nhở anh em nhở. Mấy cây to ấy. Mà ở nước ngoài người ta làm đường đi xuyên qua cây ấy. Người ta đục cây ra để con đường nó đi xuyên qua cái gốc cây ấy. Đỉnh thật. Vãi nồi, hóa ra là con xe máy. Con xe trộm chó. Mình cứ tưởng thanh niên nào đang ngồi cơ. Khu nhà này ngoài bo thì mình nghĩ là chắc không có ai đâu. Hóa ra là cái khiên ở trên nhà. Làm cứ tưởng là kẻ địch. Nói chung là so với thời điểm mà mình trải nghiệm cái tựa game PUBG New State hồi trước ấy, thì mình thấy là con game này nó đã khác biệt đi khá nhiều anh em ạ. Kể cả về cái khoản gọi là nhìn địch ấy, thì mình cũng thấy là nhìn địch đã dễ hơn ngày xưa rất nhiều rồi. À, có team đến lấy thính rồi anh em ơi. À, bắn nhau luôn này. Được rồi, để mình... xe ở đây, khói ở đây. Không thấy người anh em ạ. Có tiếng súng nhưng mà lại... Tiếng súng mình không nhìn thấy luôn. Bên này cũng có này. Trước mặt này, bên phải này. Thôi cứ để cho bên phải đồng đội lo đi. Mình sẽ xử lý mấy thanh niên trước mặt đã. Ui, nghe vẻ số 1 với số 3 bắn cũng tay to phết đấy mọi người ạ. Ô, đứa nào bắn mình nhỉ? Ô đấy. Như vậy là không phải ở đằng trước mà là ở bên cánh hông anh em ạ. Cánh phải. Đó, cái thằng ở cánh phải nó bắn mình. Nguy hiểm thế nhở. Đây này, mình đang muốn đi săn mấy thanh niên ở trước mặt đây này. Thanh niên ở cánh phải này không nhìn thấy đâu mà sao cứ bắn ốp vào người mình nhở. Nói chung ốp trong đây thì không sợ lắm đâu anh em. Bởi vì ốp trong đây các bạn cũng phải bắn 2 viên thì mình mới chết cơ. Cho nên thành ra là ôi giời ơi. Đây rồi. Nào, từ nhá. Chưa nhìn mình đâu anh em ạ. Ôi giời ơi, sao lại xấy. Má, một quyết định xấy sai lầm anh em ạ. Đấy. Đấy là lý do tại sao mà nhiều khi mình cứ bảo với anh em là đừng có xấy vội đấy. Mà cuối cùng pha đấy mình vội quá. Đây, hình như là team này có 2 tên thì phải. Xấy cái tên chạy trống đã. Vỡ giáp thì bạn là mồi ngon cho tôi rồi. Ủa thanh niên quay lại vả mình cũng tí nữa mất giáp của mình ấy. Nào vào đây. À, đáp bom. Ai già, đáp khói độc. Đáp khói độc mà bạn nghĩ là làm khó tôi được á? Trời ơi. Winner, chicken dinner. Tổng là mình đã kiếm được 11.298 vàng trong trận đấu này anh em ạ. Không biết là những anh em nào đã từng trải nghiệm PUBG New State và đã từng trải nghiệm cái chế độ gọi là săn tiền thưởng này thì các bạn gọi là kỷ lục kiếm được ở trong trận đấu là bao nhiêu vàng thì anh em có thể chia sẻ ở phía dưới comment nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết là clip này của mình. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho Tuấn FC một like như đăng ký kênh nhá. Tạm biệt. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnfc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn FC. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người.